chỉ mua những gì có giá trị thiết thực. 77,8% giá trị của bất động sản nằm toàn cầu ấy, nằm ở gì? Đất ở lâu dài. Chứ không ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ gì cả. Đằng này lại đi nghe cái chương trình nhịt vẹ của mấy cái thằng vớ thằng vẩn. Nó khuyên là gì? Nó khuyên là nếu như mình mua cái đất này, mình chỉ cần trồng 3 vụ bạch đàn thôi là hòa vốn. Ô thế thành ra bố mày đi sản xuất nông nghiệp à? Bố mày dần đầu tư bất động sản.